Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Dori. Ngày hôm nay thì Dori sẽ mang đến cho các bạn một bí quyết cách để giữ được quần áo không bị co giãn cũng như là giữ được mùi thơm rất là lâu. Và cho dù các bạn không mặc bộ quần áo đó mà sau khi mà các bạn giặt cho dù một năm rồi thì đồ vẫn còn nguyên mùi thơm. Và bây giờ thì Dori sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết này nha. Đi theo Dori nè. Và đối với Dori thì việc rất là quan trọng đó là giữ đồ không bị co giãn là cách mà Dori sử dụng túi giặt. Và đây là túi giặt quần áo thì Dori có khoảng từ 5 đến 7 túi giặt. Và một túi quần áo như vậy thì Dori bỏ khoảng từ 2 đến 3 cái áo. Thì đối với lại theo hướng dẫn sử dụng thì một túi giặt như thế này chỉ cần bỏ một cái áo thôi. Nhưng mà đối với Dori thì Dori thấy hơi phí vì một cái áo thì nó cũng khá là chiếm diện tích đúng không ạ? Các loại vớ như thế này thì các bạn nhớ là cũng bỏ vào túi quần áo luôn các bạn nha, vì vớ khi mà các bạn giặt và nó cuộn trong máy giặt thì nó sẽ kéo giãn vớ ra và sẽ làm vớ của chúng ta không còn nguyên hình dáng ban đầu nữa. Chính vì thế các bạn nhớ lưu ý việc giặt vớ cũng như là đồ trong các bạn nha. Đây là nước xả vải của Nhật và nước xả vải này thì chỉ có một công dụng duy nhất đó là làm mềm vải thôi ạ. Còn mùi thơm thì gần như là không. Dori sử dụng nước giặt Ariel rất là tốt cũng như rất là tẩy sạch các vết bẩn. Cách để mà giữ được mùi thơm cho quần áo, đây là viên giữ mùi thơm. Như các bạn cũng thấy thì viên tạo mùi thơm này có hình dạng rất là giống với lại xà bông tắm. Và chúng ta sẽ đổ trực tiếp ngay từ ban đầu khi mà chúng ta bắt đầu giặt quần áo luôn, thì nó cứ sẽ hòa quyện từ từ và thấm vào quần áo và giữ mùi thơm rất là lâu ạ. Và Dori chia sẻ thêm một chút về đây là một người bạn mà Dori sử dụng để giặt cho phần cổ áo. Thì nếu mà các bạn nào có sử dụng áo sơ mi hoặc là chồng phải sử dụng áo sơ mi nhiều để đi làm thì đây là cách rất là hợp lý để mà các bạn đổ nước giặt này vào phía cổ áo để giúp cho cổ áo có thể được đánh bật được các vết bẩn cũng như là mùi mồ hôi ở trên cổ áo. Và đây là một chất tẩy rất là nhẹ, chính vì thế sẽ không làm hư vải. Và nếu mà các bạn có dịp thì các bạn có thể mua tham khảo các bạn nhé. Các bạn thân mến, thì bây giờ thì trên tay của Dori đã có quần áo đã giặt sẵn rồi. Và bây giờ thì Dori sẽ bỏ vào tủ quần áo như thế nào để mà đồ không bị hôi ẩm cũng như là không bị hôi mùi dán. Trong tủ quần áo của Dori thì có luôn luôn có một chiếc hộp hút ẩm. Thì như các bạn cũng biết là khi mà các bạn mua quần áo, giày dép gì đó thì trong mỗi chiếc hộp thì đều có một cái chiếc túi hút ẩm phải không ạ? Thì cấu trúc của chiếc hộp này cũng giống như vậy. Nhưng mà sau khi mà để một thời gian dài thì chiếc hộp này sẽ có nước nhiều như thế này đây ạ. Và Dori sẽ phải thay chiếc hộp này trong ngày hôm nay vì đã hút được rất nhiều chất ẩm, đặc biệt là vào mùa thu đông. Và tiếp đến thì sau khi mà Dori bỏ quần áo vào tủ quần áo thì Dori sẽ có những món vật rất là nhỏ nhỏ như là lông não mà chúng ta ở Việt Nam hay áp dụng đó ạ. Viên tạo mùi thơm cũng như là có thể giúp cho quần áo của Dori chống lại các loại côn trùng như là kiến gián nè. Còn đây là một miếng tạo mùi thơm và có thể giữ được trong vòng nửa năm. Và đó là cách mà Dori có thể luôn luôn bỏ vào tủ quần áo để mà giúp cho quần áo của Dori luôn luôn có mùi thơm và chống được kiến gián cũng như là không bị hôi ẩm. Và tiếp đến thì Dori có một bí quyết nho nhỏ mà Dori học được từ mẹ Dori, đó là Dori sẽ giữ những viên xà bông quần áo và khi mà Dori chưa xài thì Dori sẽ bỏ vào tủ quần áo luôn và sẽ giúp cho quần áo của Dori luôn có mùi thơm, rất là dễ chịu các bạn ạ. Và sau khi mà Dori đóng tủ quần áo lại thì Dori sẽ hoàn toàn tự tin rằng là tủ quần áo của Dori sẽ không bị có những mùi hôi cũng như là những mùi ẩm khó chịu. Và Dori hy vọng là với đoạn video này sẽ mang lại cho các bạn những bí quyết mà các bạn có thể giúp được quần áo của các bạn luôn không bị co giãn nè, cũng như là giữ được nguyên màu sắc quần áo và có một mùi thơm dễ chịu. Cho dù các bạn không sử dụng thì các bạn vẫn có thể giữ được nguyên quần áo thơm từ năm này sang năm khác. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần tới. Và các bạn đừng quên là Dori cũng có một trang Facebook Japan Life và nơi đó sẽ cập nhật tất tần tật những thông tin về Nhật Bản. Và các bạn đừng quên bấm follow để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nha. Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào video tiếp theo của Dori vào thứ 6 tuần sau. Bye bye.